Chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Rồi. Hôm nay có một cái chương trình mời mấy anh em cùng xóm. Sao uống rượu. Đây, bằng chậu nhá. Bát đĩa để trẻ đập hết rồi đây. Giờ tập bằng chậu mà. Lòng nghé lòng mê chậu luôn. Đấy đây này. Đấy. Hôm nay mình đập đúng rồi làm bằng chậu. Lòng nghé lòng mê chậu. Xanh trẻ đập này. Đấy, giá tre bây giờ sản xuất là dùng đồ nhựa. Đấy đây này. Cốc nó cũng đập ra được. Đấy. Cốc thì ni cũng đập, bây giờ dùng rượu cốc nhựa nó rẻ. Đấy. Cốc cứ vậy để đấy anh em nhìn nhá. Đấy. Đây là tô chip này. Chào tất cả mọi người nhá. Đây là gọi là dọn đồ. Đấy. Đấy, anh em nhìn nhá. Chipper. Ngó.